Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Định ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất luận cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 25 tháng 5, em lên đầu máy 11 con ạ. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để mặt cái tay cầm. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và lô máy hôm nay có 11 con thôi ạ. Máy hôm nay thợ nó nghỉ nhiều, không quá tải công việc nên hôm nay có 11 con thôi. Nói thật với các bác, 11 con không bỏ chốt cái kênh của em quá 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà có 11 con. Và trong thời gian bận mải này thì tạm thời em không nhận hàng sỉ nha. Bữa nay công việc nó quá tải rồi. Chả nói thì các bác biết đấy, sau cái mùa dịch thì đám sứ rồi nhiều, nay ông này nghỉ, mai ông kia nghỉ, cứ mỗi ông nghỉ vài ngày đám sứ liên tục, nên là nó dẫn đến tình trạng quá tải công việc. Các bác nào đặt hàng thì thông cảm nhá. Đặt hàng thì thư thư cho em 2-3 bữa, chứ không phải đục phát một các bác đặt hàng sáng trưa là có ngay. Thời gian nó đang quá tải nha, các bác thông cảm. Và lô máy hôm nay 11 con đấy ạ, cũng đa phần 11, tuy 11 con thôi nhưng mà cũng công suất cũng đủ các loại đấy ạ, từ 20cc cho tới 33cc. Giá tiền từ 1 triệu 2 cho tới 3 triệu 400 ngàn đồng. Đến từ những thương hiệu như Robin, Mitsubishi, Komatsu, Maruyama. Đó, cũng rất nhiều thương hiệu nha các bác. Và em sẽ điểm sơ sơ từng con một để cho các bác lựa chọn nha. Và hôm nay có Mitsubishi TL33. Vàng chóe luôn ạ. Mitsubishi đời TU, TU26. Vâng, Echo Curit 2625. Xuất sắc. Và một con Maruyama mới trên 90% nha. Mitsubishi TB 26 tum rơi, TL23 thì ngày nào cũng có, xuất sắc. Một con Maruyama 26cc, một em Zenwatt Komatsu tum rơi, xuất sắc. Lại một con TL23 xuất sắc nữa. Và hai em Robin, một Robin 20cc và một Robin 23cc nha các bác. Đó, bác nào chốt con nào, chọn con nào, tời đi tời lại con đó, coi kỹ càng nha. Tất cả công suất máy, tình trạng máy là báo rõ ràng trên video rồi. Và bác nào chưa chốt được con nào lâu này á, các bác hoặc là chốt chậm, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Và lô chữ V ngày 25 tháng 5 nha các bác. Và trước khi review từng con một như mọi khi, em sẽ hướng dẫn cách sử dụng cách pha nhớt ạ. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, mình bơm xăng nha các bác. Rồi xăng nó lên rồi, đóng le tùy theo từng cái le nha. Ví dụ như con này le đỏ tự động thì nó dễ sử dụng thôi. Đấy, bật lên. Và khi nó nổ rồi các bác ga lên tự khắc bật này ạ. Đó là le đỏ tự động nha. Những con le bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó, còn bên tay trái thì nằm ngược lại nha. Thường thường Maruyama nó ở bên hai ở bên tay trái này. Bắt đầu khởi động như Maruyama bên tay trái, thả xuống. Rồi nổ rồi, nhấc lên nha các bác. Rồi rất nổ. Sáng ra hết xăng hoặc trong ngày không sử dụng thì mình bơm xăng đóng le vậy nha. Còn bây giờ nó nổ rồi á, không cần bơm xăng, không cần đóng le nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Vâng, nhớt thì các bác pha tỷ lệ 1/20 giúp em ạ. 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Hôm nay toàn dòng 2 thì xăng phải pha nhớt nha. Những cái dòng nhớt cao cấp đắt tiền hơn thì các bác có thể pha tỷ lệ 30-40/1 nha. Và bên cửa hàng em cũng có bán nhớt. Đó, bác nào mà mua thêm nhớt thì nhắn tin lại mua nhớt nha. Đó, và chắc chắn chốt con nào thì trước khi mà các bác chốt hàng ấy, em sẽ chụp hình ảnh cho các bác một lần nữa. Các bác lên kết bạn Zalo, tại vì các bác kết bạn Zalo ấy, nó có giao dịch trên Zalo rồi. Sau này hình thức bảo hành này, ví dụ sau này 125, kể cả 125 sau ấy, nó có, em được biết được các bác là đã mua bên Lâm Cơ Thành Định một cái máy như thế nào rồi. Cái chính sách bảo hành, chính sách tư vấn bao giờ nó cũng ưu tiên hơn những người chưa mua máy nha các bác. Và V1, nô chữ V, V1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Robin nha. Một con Robin 20cc lòng 30 ly. Vâng, con này thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng. Đã nhẹ nhàng rồi ạ, nó lại cần thêm cái trục giật trợ lực nữa. Chế Wamro, le đỏ tự động, tung liên, tay ga giữ.
Tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này chỉ có 1.200.000 đồng nha. Đó, các bác nào thích một con nhỏ nhẹ gọn gàng làm công việc gia đình, các bác chọn con số V1 ngày hôm nay nha. Và nô máy ngày hôm nay không có một con nào xấu hết nha, con nào cũng đẹp hết cho các bác. Đó, tùy theo túi tiền, tùy theo mục đích công việc, các bác có thể chọn có cho mình những con ưng ý nhất nha các bác. Thợ nhà em hôm bữa nay nó quá tải công việc, nó toàn chọn máy đẹp nó làm thôi ạ. Xong bắt đầu nó khoe chiến tích kiểu là hôm nay nó làm nhiều lắm. Vâng, V2 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Robin nha. Vâng, nhỉnh hơn con V1. LB2310 23cc, lòng của nó là 32 ly, với phiên bản có trục giật trợ lực nha. Đó, kỳ xịn sò luôn và rất đẹp ạ. Chế Guamro, chế 1 kim, tum nhôm cho các bác. Đó, rất đẹp. Chân chống bảo vệ bình xăng không chạm đất. Vâng, với tình trạng con này thì cũng rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1.450.000 đồng nha các bác, cho con số V2 ngày hôm nay. Robin LB2310 nha các bác. Vâng, V2 giá 1.450.000 đồng nha các bác. Vâng, bữa nay em sẽ nhờ đơn vị bưu điện ship đến tận nhà cho các bác nha. Năm ngoái thì đa phần em nhờ bên Viettel. Và em nhận các bác ship từ 5 đến 7 ngày nha các bác. Để có khi nó tới sớm hơn đấy ạ. Có những đơn vị 2-3 ngày nhưng em vẫn nhận 5 đến 7 ngày để cho các bác chủ động công việc. Và chả may không may mà có các bác nào mà quá một ngày ấy, thì các bác thông cảm nha. Tránh cái trường hợp cũng có bác ấy ạ. Nói chung là hơi bẩn tính tí. Đó, quá một ngày gọi điện lại bảo hôm nay mà không nhận được hàng ấy ạ, là tôi không nhận hàng. Đó, hoặc là có những bác quá một ngày thôi, bảo nếu mà quá một ngày không bớt cho tôi 100.000 tôi không nhận. Thật với các bác là em cũng muốn gửi cho các bác ngay ngày hôm nay, em gửi ngày mai các bác nhận thì em muốn vậy lắm ấy ạ, nhưng mà cũng không được. Em chỉ là cái thằng bán máy phát cỏ thôi, không phải là thằng gửi hàng nhá. Nếu không may mà quá một ngày các bác cũng thông cảm cho em nhá. Đó, còn nếu mà quá tầm 3-4 ngày các bác hoàn đơn thoải mái, không có vấn đề gì nhá. Đó, em cũng không kêu trách gì cả. Và trong khi lúc vận chuyển ấy ạ, nó cũng có trường hợp không may mà nó vỡ bể cái gì đó. Đó, ví dụ mà cái trường hợp vỡ bể ấy ạ, nếu mà để mà thương lượng được ấy ạ, thì các bác cho cửa hàng cho em thương lượng nha. Đó, tránh cái trường hợp, nhưng có một cái trường hợp hôm nay gọi là trường hợp như ngày hôm nay này. Mua một con máy GX22, không may nó bị gãy cái tay ga các bác ạ. Đó, và khách hàng phải yêu cầu em ví dụ bớt đi 500.000 để khi nào gửi tay ga với gửi 500.000 đó thì em cũng thương lượng. Em mà cái tay ga thì nó tầm 200.000 thôi đó, thì các bác không nghe và cái đơn đã bị hoàn về. Nói chung cái tay ga thì nó cũng chả đáng đến 200.000 đâu ạ, và em đã chịu chấp nhận mất 200.000 và để đấy 200.000 để các bác nhận, nhưng mà các bác phải đòi 500.000 cơ, các bác không tin từ cửa hàng đó. Nên là các bác những cái trường hợp đó thì chắc chắn rồi em sẽ phải cho quay đầu về nhá. Đó, tại vì 500.000 nói thật với các bác này, em cũng bị mất mấy lần 500.000 như vậy rồi. Đó, ví dụ cái tay ga đáng nó 100 hay 150, em sẽ để đấy 200.000 và khi nào gửi tay ga thì các bác gửi tiền nha. Đó, hoặc là một cái bình xăng chẳng hạn, cái trường hợp bình xăng chẳng hạn, cái bình xăng nó có 50.000 thôi chẳng hạn. Đó, em sẽ để đấy 100.000, khi nào các bác nhận bình xăng thì các bác trả tiền cũng được. Chứ còn một cái bình xăng mà các bác đòi em để đấy 500.000, chắc chắn em sẽ hoàn đơn về nha các bác. Vâng, ở cái... Thôi không nói nữa. Nói nhiều các bác này. Nói là... Thôi trở quay lại trở video. V3 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi nha. Mitsubishi TL23. 23cc lòng 31 đi. Đẹp xuất sắc. Tum rời, tum nhựa. Không có điểm chê đâu ạ. Chế Guamro 2 kim. Đó, tay ga giữ. Và với thương hiệu này, hôm nay sẽ bán giá là 1.700.000 đồng cho con số V3 ngày hôm nay nha. Một con Mitsubishi TL23. Đẹp xuất sắc nha các bác. Vâng, V3 1.700.000 đồng, giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo ạ.
Với tiếp tới có số V4 ngày hôm nay, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Genwatch Komatsu BC2300 23cc, nòng của nó là 32 ly. Vâng, với con này thì nó đẹp đến trên 90% nha. Với những cái con mà ở cái phiên bản này đời này này thì nó cũng ngang đời với những đời TL thôi ạ. Và nó cũng sản xuất cách đây tầm 18-20 năm rồi. Và để mà những cái độ đẹp như thế vậy ạ, nó thuộc hệ là đỉnh của đỉnh nha. Tại vì nó quá xuất sắc để 18-20 năm mà nó đẹp như vậy ạ. Quá xuất sắc, riêng nguyên bản 100% cho các bác. Và với thương hiệu này này, đó là tum rời tum nhôm. Vâng, từ con ốc của nó này, còn óng ánh luôn các bác ạ. Sử dụng tum rời tum nhôm, chế guamoro, chế ngang, chế một kim. Vâng, từ con ốc còn sáng nha. Genwatch Komatsu dập ở lốc máy. Với những cái thương hiệu này này, nó dập tên thương hiệu nha. Tại vì có những nhiều bác bảo thủ lắm, cứ phải Japan với là quả Made in Japan. À, bác nào thích Japan với là quả Made in Japan nha, nhà em hiện tại bán có bán hàng Trung Quốc mới ạ. Và có những con nó dập nốc Made in Japan nha các bác. Và em khẳng định với các bác là có những con không dập Made in Japan nhưng vẫn là quả Japan nha, vẫn là quả Nhật. Và có những con là Japan nhưng mà chưa chắc đã phải quả Nhật đâu ạ. Đó, mua một con máy này các bác cũng nên tìm hiểu kỹ về các đời máy ạ. Tại vì nó có rất nhiều đời. Vâng, tình trạng riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và giá của em này sẽ là 1.750.000 đồng. Và em, nó đẹp, em bán phiết đắt hơn đi ạ. Đó, bình thường em bán 1.650, 1.700.000. Hôm nay con này quá xuất sắc, em bán 1.750.000 nha các bác. À, có bác hỏi, hôm qua mày bán có 1.650.000, hôm nay mày bán 1.750.000 thế ạ. Cũng có trường hợp đó. Vâng, tùy theo nhá. Đó, nó đẹp, nó giá nó khác, xấu giá nó khác, nó như cái điện thoại thôi. Có khi các bác mua điện thoại cũng cái hãng đó 5 triệu, có khi các bác bỏ ra 15 triệu các bác mới mua được cái điện thoại đó nha. Hàng cũ nó không có giá chung. Đó, đẹp nó đẹp tiền, xấu nó xấu tiền nha các bác. Vâng, V4 1.750.000 đồng ạ. Vâng, V4 1.750.000 đồng. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác con số V5 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maruyama, phân khúc 26cc, lòng 34 ly, cũng tương đối đẹp đấy ạ. Tình trạng viên nguyên bản 100% cho bác con này nha. Với phiên bản này thì là chế Wamro, chế một kim tum liền. Vâng, tay cao hộp xịn xò, đầu bò riêng cho các bác. Và với thương hiệu là con này đẹp như thế vậy, tay ga hộp xịn sò như thế vậy, em sẽ bán giá là 1.750.000 đồng cho con số V5 ngày hôm nay, một con Maruyama 26cc lòng 34 ly ạ. V5 1.750.000 đồng nha các bác. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác con số V6 ngày hôm nay là một con Mitsubishi TL23 nữa ạ. 23cc lòng 31 ly, phiên bản chế Guamaro, hai kim tum rời tum nhôm. Độ đẹp của nó thì vệ xuất sắc, tay ga giữ công tác luôn trên tay, đầu bò chắn cỏ rin. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.800.000 đồng. Vâng, với con này thì mỗi bình xăng lớn thay thôi nha, còn toàn bộ rin nguyên bản hết cho các bác. V6 1.800.000 đồng ạ. Và găng ti còn nghe tiếng từng tiếng nhá, hơi còn rất chắc. V6 1.800.000 đồng. Và các bác thích nhỉnh hơn một tí công suất, đến từ thương hiệu Mitsubishi, các bác có thể chọn con V7 ngày hôm nay, Mitsubishi TB26. Và tất cả những con đời Mitsubishi TB đều có trục giật trợ lực bằng lò xo nhá. Đó, chế Guamaro, hai kim tum rời tum nhôm. Đó, những cái dòng tum các bác có thể gắn máy xịt thuốc. Ví dụ các bác
muốn một con máy phát cỏ này, có thể gắn máy xịt thuốc được này, có trục giật trợ lực thì các bác chọn con V7 nha. Đẹp xuất sắc. Tay ga giữ. Đầu bò điên cho các bác. Và với thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 2.250.000 đồng cho con số V7 nha. Một con Mitsubishi TB26 26cc lòng 34 ly ạ. V7 2.250.000 đồng ạ. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác con số V8 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Marujangma đời JC. Đời JC là một trong những đời gần như là cao nhất của dòng Marujangma nha. Phân khúc 26cc lòng 34 ly. Các bác thích một con đẹp trên 90%, các bác chọn con số V8 ngày hôm nay nha. Tại vì nó quá đẹp. Đó, từ cái bình xăng này, bình xăng riêng mà nó trắng tinh. Có hai cái đế nhựa cao su bảo vệ bình xăng này. Made in Japan, dập nổi nốc máy này. Đó, từ cái tem này, tem bình xăng nó vẫn còn nguyên, chế qua một rồi, chế một kim, chế rim, tùm nhôm, tay ga giữ, đầu bò rim cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.050.000 đồng cho con số V8 ngày hôm nay nha. Một con Marujangma, đời này có trục giật trợ lực nha các bác, trục giật trợ lực bằng cót nhỏ, đồ đẹp khỏi nói, khỏi phải chê rồi, rất đẹp, xuất sắc, giá chỉ 2.050.000 đồng. Còn V8 nha các bác. Vâng, mấy con này như các mấy kênh khác các bác review là thiếu mỗi cái thùng. Nói thật với các bác là có thùng đấy, nhưng mà đúng ông hàng xóm ông sang uống hớp nước chè mà ông ăn cắp, ăn trộm mất cái thùng của em rồi. Vâng, V8 2.050.000 đồng ạ. Tiếp tục con số V9 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Echo Curit nha các bác. Phiên bản Echo Curit này cũng như rất nhiều phiên bản nha. Phiên bản 261, 262, 2625, 265, 2655. Đó, rất nhiều phiên bản nha. Đây là một phiên bản Echo Curit 2625. Đây là một phiên bản nói chung là tua nó không chậm nha. Tua nó ở cỡ trung bình và xài rất ok cái phiên bản này nha. 26cc lòng 34 ly. Với phiên bản có trục giật trợ lực, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, chế quả cái dòng Echo này sản xuất luôn. Đặc biệt hơn với những cái phiên bản này này, nó sử dụng tay ga hộp xịn sò nha. Đó, bóp rất xịn sò. Có mức tăng chỉnh ga ở cái chỗ này này. Là ga một nửa hay là 7/8 phần thì các bác tăng chỉnh ở đây nha, công tác luôn trên tay. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.900.000 đồng cho con số V9 ngày hôm nay. Một con Echo Curit đẹp xuất sắc ạ, rin nguyên bản hết cho các bác. Yamabiko Mizaba rin nguyên bản hết cho các bác con này nha. Về nhà chiêu chiêu mấy ông hàng xóm là con này hẹn giờ được các bác ạ. Đó, các bác cứ giật nhẹ nhẹ như vậy này. Thở nhà em nó nghịch từ chiều bây giờ rồi. Tí tí đây thôi, để nguyên. Đó. Giật vừa thôi, giật giật nhẹ nhẹ thôi. Đó. Nố. 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 Các bác phải tát nó mới đổ đấy. Chiêu mấy ông hàng xóm mà con này biết nghe lời đấy ạ. Vâng, V9 1.900.000 đồng ạ. Vâng, V10 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TU nha. TU26 26cc lòng 33 ly. Vâng, con này đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Có trục giật trợ lực, chế qua một rô, một kim, tum rời, tum nhôm. Và cái tum của nó dày, dày cộp luôn. Đó, lốc máy những dòng thương hiệu này sẽ dập chữ Mitsubishi dập nổi và cái logo của thương hiệu Mitsubishi nha. Vâng, đẹp từ cái bình xăng, trắng tinh luôn. Tay các hộp giữ, đầu bò chắn đá rin cho các bác.
Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.200.000 đồng cho con số V10 ngày hôm nay nha. Một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TU26, 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, V10 2.200.000 đồng. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay con số V11 nha các bác, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly với phiên bản chế One Pro, chế 2 kim. Chắc chắn rồi, đốc máy dập mấy dập ban dập nổi đóng vào đốc máy nha. Với tình trạng con này thì rin nguyên bản 100% cho các bác. Vâng, con này đang sử dụng bố côn lớn nha, bố côn 330. Vâng, từ cái nước sơn tung của nó này nó còn nguyên nha. Đó, rất đẹp. Ống cần 26. Đó, ống cần thông dụng nha. Tay ga giữ. Đầu bò chắn đá lên hết cho các bác. Và với thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 3.400.000 đồng cho con số V11 ngày hôm nay. Một con Mitsubishi đẹp xuất sắc. Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 đi ạ. Vâng, V11 3.400.000 đồng. Vâng, con này thì không, em không nhận hàng con tương tự nha các bác. Đó, nói chung là cũng có, nhà cũng có được tầm hơn chục con nữa, nhưng mà cứ tầm khoảng 2-3 video đăng một con. Đó, đăng như các bác không chốt được, các bác bảo đăng để câu view ấy ạ. Đó, những con này thì các bác nào chốt nhanh thì chốt trước thì em để cho các bác đó nha. Vâng, V11 3.400.000 đồng. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 11 con. Em xin nhắc lại giá em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa chốt được con nào này, chưa thích con nào, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.